Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3 ngày 1 tháng 4 của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây. Gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ dao động từ 19 cho đến 25 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông. Vì thế ở phía đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ đêm nay là từ 18 cho đến 21 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi thấp hơn, sáng và đêm trời vẫn còn rét. Đến trưa và chiều mai trời tạnh ráo hơn, nhiều nơi có nắng, nhiệt độ từ 23 cho đến 26 độ. Với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời có nắng sớm hơn, nhiệt độ dao động từ 25 đến 27 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Với khu vực Trung Bộ, đêm nay và sáng mai có mưa một vài nơi, tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh. Lượng mưa không đáng kể, song tình trạng sương mù thì xuất hiện nhiều ở các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, mưa và sương mù chỉ xuất hiện trong buổi sáng. Đến trưa chiều, trời chuyển nắng nên nhiệt độ cũng tăng nhanh, ở ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi cao hơn. Còn khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, trời có nắng từ sáng, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 31 cho đến 34 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai vẫn có nắng nhiều. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới từ 35 cho đến 37 độ. Lưu ý chiều tối mai ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển. Trên biển đêm nay và ngày mai, phía bắc của Biển Đông có gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông có gió đông bắc đến đông cấp 3. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện ở khu vực phía nam Biển Đông nhưng chỉ cục bộ.